Mới đây, đoàn công tác Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thuộc Tổng Công ty Phát điện 2 GenCo 2. Báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác Bộ Công Thương, thay mặt lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tạ Công Hoan cho biết, ngay sau khi hoàn thành hai dự án, công ty đã tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo công tác sản xuất điện. Các thiết bị nhà máy vận hành ổn định, an toàn, hệ số khả dụng cao. Công ty đảm bảo cung ứng điện, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện. Hàng năm luôn hoàn thành và hoàn thành vượt sản lượng điện do Bộ Công Thương cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Từ ngày vận hành đến nay, công ty đã sản xuất và cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 69 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng trên 40% sản lượng điện hàng năm của Tổng Công ty Phát điện 2, góp phần quan trọng vào hệ thống lưới điện miền Bắc. Năm 2021, sản lượng điện sản xuất của công ty là hơn 7 triệu 300.000 kWh trên 7.159 triệu kWh, đạt 102,3% kế hoạch sản lượng do Bộ Công Thương cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Với kết quả này, năm 2021, công ty vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. 6 tháng đầu năm 2022, công ty đã sản xuất trên 3.253 triệu kW điện, tổng doanh thu đạt 4.977 tỷ đồng, đạt trên 47% kế hoạch năm. Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 là một dự án đầu tư hiệu quả và thành công, thể hiện sự quyết định rất sáng suốt, kịp thời của Đảng và Chính phủ. Nhà máy đi vào hoạt động đã đáp ứng kịp thời nhu cầu điện của nền kinh tế tăng cao sau năm 2010. Sau 10 năm vận hành, công ty đã cơ bản trả được hết nợ vốn vay trong và ngoài nước, bảo toàn được vốn nhà nước, đóng góp cao cho ngân sách nhà nước, đồng thời đảm bảo cổ tức cho cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 850 lao động. Trên cơ sở kết quả đạt được nêu trên và định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo, công ty đề xuất và kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc đảm bảo ổn định cung cấp than cho nhà máy trong các tháng còn lại của năm 2022 và các năm tiếp theo. Đến năm 2024, dự án nhà máy điện Hải Phòng 1 và 2 sẽ hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi vay của dự án. Do vậy, để công ty được tham gia lựa chọn chủ đầu tư, các dự án nhà máy điện được quy hoạch trong tổng sơ đồ 8 tại địa bàn các tỉnh Đồng bằng Duyên hải Bắc Bộ với quy mô công suất dự kiến 1.200 MW, tương đương với nhà máy Hải Phòng 1 và 2 do công ty đang sở hữu. Sau khi nghe báo cáo của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và các thông tin từ các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao kết quả sản xuất của GenCo 2 và Nhiệt điện Hải Phòng đã hoạt động hiệu quả, đóng góp rất quan trọng ổn định vào cung ứng điện cho Hải Phòng và khu vực phía Bắc. Công ty đã hoàn vốn và bắt đầu có lãi, có thể coi là mẫu hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả. Thời gian tới, công ty cần phát huy đà tăng trưởng cũng như tiếp tục vai trò một nhà đầu tư có niềm tin, có hiệu quả. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng biểu dương thời gian qua GenCo 2 và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng hoạt động hàng vạn giờ an toàn, đáp ứng yêu cầu về môi trường, quan tâm chăm lo cho đời sống viên chức và người lao động, làm tốt công tác an sinh, đóng góp cho ngân sách thành phố. Với GenCo 2, thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị cần quán triệt nghiêm túc các chủ trương mới của đất nước, nhất là các cam kết tại COP26, để trong quá trình hoạt động vận hành tuân thủ lộ trình giảm dần, tiến tới loại bỏ điện than. Cùng với khai thác vận hành hiệu quả, cần tính đến việc chuyển đổi nguyên liệu đầu vào và than sang khí, điện sinh khối.